Ở đây là số 829 và bên phải là 826 nè. Nhìn coi bánh giò chỗ nào. À, tới cuối mình mới vòng lên được chờ. À, mình vòng ngược lại nha. Giờ bán bánh giò nhiêu cái hả chị? 15.000 hai trứng hả? À, lấy em hai cái 15 đi chị. Cô bán còn một hộp bánh gì nè? Bánh bánh tiều hả? Có bánh tiều không? Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. À một hộp. Ở còn hộp bánh kia là gì chú? Giống như bánh in vậy là gì? Dạ. À nó là bột hả? Đậu xanh chứ không phải là bột. À thôi bánh này đi, tưởng đâu là bánh in chứ. Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn chiều hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2022 và chúc mừng anh chị và các bạn đó là ngã bảy Lý Thái Tổ. Và chiều hôm nay thì em có việc đi ở khu quận 3 cách mạng tháng 8 cũng như là con đường Lê Văn Duyệt ngày xưa, và đi ngang đây là con đường Lê Hồng Phong nó dài cũng như là Bê Trước Ký ngày xưa. Mà chắc ngày xưa thì cái đoạn này chưa có đâu ha. Và hôm nay thì mình sẵn tiện đi ngang đây rồi dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở đây. Chúng ta sẽ xuất phát từ đây đi qua Lê Hồng Phong nó dài bên kia Việt Nam Quốc Tự. Rồi đi vòng ra Hòa Hưng rồi ra cách mạng tháng 8. Chúng ta sẽ trải nghiệm một cung đường như vậy. Sẵn đây mời anh chị và các bạn chúng ta cùng tham gia nha. Và video clip ngày hôm nay thì không có thể theo lời yêu cầu của ai hết. Và hôm nay giờ cũng nhiều việc nên thành ra hôm nay mình chỉ đi vòng vòng đây với lại mấy bữa thì em có đi cái gì ta khu dòng kênh tẻ đó, dòng kênh tẻ mà có quay vài ảnh ở dưới hai bên dòng kênh, chia sẻ anh chị bạn vài ảnh ở khu xóm nhà sàn để em thấy Sài Gòn đâu đó vẫn còn những hình ảnh ngày xưa và cũng rất là thân thương với những hình ảnh đó. Và chiều nay bây giờ là 5 giờ chiều. Giờ này là giờ tan sở, tan ca. Phụ huynh tan ca, rồi học sinh thì tan trường. Nên đường phố thì chắc có lẽ khá là đông. Chúng ta đi ở đoạn Lê Hồng Phong này thuộc phường 10, quận 10. Ở đây hai bên đường là những cửa hàng sửa chữa điện thoại, bán điện thoại rất là nhiều. Tuy là không còn nhiều như ngày trước nhưng mà chúng ta cũng thấy được rất nhiều cửa hàng bán điện thoại, sửa điện thoại ha. Anh chị nào có nhu cầu mua bán sửa chữa điện thoại thì ở đoạn này. Ở đây nhiều cửa hàng nên thành ra giá cũng cạnh tranh lắm. Đó, trước mặt chúng ta đó là giao lộ 3 tháng 2 cũng như là Trần Quốc Toản ngày xưa. Nếu mình quẹo trái 3 tháng 2 thì sẽ đến đi ngang qua chợ cá ngày xưa đó. Còn quẹo phải thì ra công trường Dân Chủ. Mình sẽ đi thẳng nha. Đi thẳng qua bên kia là Lê Hồng Phong nối dài. Ngay cái khu Hồ Kỳ Hòa. Bên phải là Viện Hóa Đạo cũng như là Việt Nam Quốc Tự. Đi
tới chút nữa là khu Hồ Kỳ Hòa. Đó, bên này là Lê Hồng Phong nói dài nè. Đó, chịu, ta thấy xe cộ quá trời không? Ở ngày nay thì chùa Việt Nam Quốc Tự cũng được làm lại rất là khang trang ha, rất là lớn, rất là nhiều tòa tháp. Ngày xưa thì ở đây rất là nhiều cái nhà hàng tiệc cưới, như trước mặt chúng ta đó là nhà hàng tiệc cưới Kỳ Hòa Win Plaza, nhưng mà đã lâu rồi, do là dịch bệnh thành ra những nhà hàng tiệc cưới người ta cũng điêu đứng. Đặc biệt ở đoạn này có rất là nhiều khách sạn 1 giờ, khách sạn phục vụ 24/24. Ở trong khu Hồ Kỳ Hòa thì rất là rộng. Ngày trước nữa thì có chợ đêm Kỳ Hòa, rồi dần dần những ngôi chợ đêm cũng không còn. Sau đó là có chợ Bến Thành cũng không còn. Bây giờ có chợ đêm Bà Chiểu thì mai ra cũng còn chút gì đó của hương xưa thôi, chứ những ngôi chợ truyền thống thì dần dần cũng mai một. Ở bên trái mình đó là một cái khu quán nhậu, rất là nhiều quán, quán Kỳ Hòa quán nè, rồi tới chút có đất sét, rồi quán đất sét nè. Bên cánh phải là khu Hồ Kỳ Hòa nè. Hồ Kỳ Hòa rất là rộng, một vòng từ Cao Thắng nói dài này cho tới Lê Hồng Phong nói dài, qua Cao Thắng nói dài rồi vòng ra mặt trước là rạp hát Hòa Bình nha, con đường Trần Quốc Toản cũng như là 3 tháng 2, một vòng tròn luôn nè, miếng đất rất là lớn luôn. Đây ngã ba Cao Thắng bên cánh phải nè, nếu quẹo ngã ba này mình ra con đường 3 tháng 2 đi về quận nhất luôn á. Hôm nay đi con đường này để cô chú anh chị hình dung được cái con đường từ quận 10 mà chúng ta có thể dễ dàng đi qua quận 3 rồi đi tới ngã tư Bảy Hiền luôn ha, rất là mát mẻ. À, giờ này mà đi con đường Cách Mạng Tháng 8 thì nó hơi là nắng, đi lòng vòng vô đây nó rất là mát. Đây có cái hẻm bên cánh phải nè, cái hẻm này sẽ đi ra Cách Mạng Tháng 8 ngay chỗ hẻm 285 rồi đó, ngay khu trại Lê Văn Duyệt đó, cặp bên hông trại Lê Văn Duyệt. Đó, còn đi thẳng đây là con đường Hoàng Dư Khương. Đây là con đường Hoàng Dư Khương, bên phải là số 16 Hoàng Dư Khương và bên trái là số 45 Hoàng Dư Khương. Đây gần với doanh trại quân đội, cũng là cái trại lính Lê Văn Duyệt ngày xưa. Ở đây có cái nhà kêu bán nè, nhà này ngay ngã ba đường luôn, 077. Ở dưới thì số điện thoại khác, ở trên số điện thoại khác ở trên là số 0907663653, nhà màu xanh. Nhà này cũng nhìn thấy cũng rất là rộng, mà nằm ngay ngã ba thì hơi là mất giá một chút, nhưng mà không vì vậy mà giá này rẻ. Giá nhà ở Sài Gòn rất là cao ha. Đó, và đi thẳng cái hẻm này là chúng ta đi ra đường Hòa Hưng nè, con đường Hòa Hưng. Bên cánh trái là khu nhà tù. Bên cánh phải thì chúng ta sẽ quẹo ra Cách Mạng Tháng 8 cũng như là Lê Văn Duyệt. Trời chiều chúng ta thấy
đường phố xe cộ tấp nập ha. Giờ này cũng còn nắng. Giờ này người ta đi làm về đi ngang những khu chợ bán rất là nhiều đồ ăn. Tới đây là đường Hòa Hưng rồi nè. Con đường Hòa Hưng tuy nó không có dài nhưng mà ở đây thì cũng có rất nhiều cái lời yêu cầu của cô chú anh chị. Ngày trước có yêu cầu 15 TV đi vòng vòng vô khu xóm hẻm 161 rồi khu 121, nhà 121 Hòa Hưng thì giống như là cái biệt thự ngày xưa á. Bên phải là số lẻ, bên trái là số chẵn ha. Trời chiều thì quán nhậu chuẩn bị dọn ra. Và những hàng quán ban đêm thì bắt đầu bây giờ là người ta cũng dọn ra rồi nè. Ở đây con đường này có giống như cái chợ nhỏ nhỏ bán rau củ quả. Mình giờ ở đâu cũng là chợ hết trơn á. Rất là dễ thành chợ. Những cô họp nhóm lại với nhau, người bán thịt, người bán cá, người bán rau thì cũng thành một cái chợ nhỏ nhỏ đó. Những quán lẩu nè, lẩu bò. Ở đây hẻm 83 nè, bên cánh phải chúng ta là hẻm 83. Cô Năm bán sữa đậu nành. Sinh viên ngồi đông quá hả? Phía trước chúng ta đó là hẻm 84 Hòa Hưng. Bên cánh trái hẻm 84. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta đi ngoài đường thôi, mình không có đi vòng vòng vô khu hẻm ha. Tại vì sẵn tiện đi công việc đó rồi quay luôn. Đa phần những clip trên kênh 15 TV là tiện đường đi chỗ này chỗ kia. Nên thành ra có nhiều cô chú hỏi quay cái clip như vậy thì trả công bao nhiêu. Nhưng mà tất cả các clip trên kênh đều là miễn phí và không có mục đích câu view hay vụ lợi. Chủ yếu là quay chia sẻ bà con cô bác xem chơi cho vui thôi. Chứ tiện đường thì quay thôi chứ nó cũng không có tốn nhiều công sức. Vui là chính à. Sẵn đây hồi nữa đi tới chỗ ngã ba ông Tạ mua cái bánh giò luôn. Ở đây thì bán bánh giò rất là ngon. Trước mặt chúng ta đó là ngã ba Lê Văn Duyệt cũng như là Cách mạng tháng 8 ngày nay. Quẹo phải thì ra công trường Dân Chủ, quẹo trái thì ra ngã tư Bảy Hiền. Chúng ta sẽ quẹo hướng bên trái. Chiều xe cộ đông ghê chưa. Đặc biệt con đường này là xe rất là đông. Nên thật ra chạy từ từ thôi. Lại chạy nhanh quá của chú anh chị nhìn không có rõ. Không biết cái hướng này có bị chói nắng không. Đây là khu 282. Bên cánh phải là 282 và bên cánh trái là 395. Đối với con đường Lê Văn Duyệt này thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị cũng đã gửi lời yêu cầu trên kênh. Em cũng quay rất là nhiều clip, không biết bao nhiêu clip, rất là nhiều luôn á.
Nhưng mà mỗi clip như vậy thì nó lại để lại cái sự tiếc nuối của các anh chị khi mà mới xem. Nên thành ra có dịp đi ngang đây là lại được chia sẻ cùng của các anh chị. Nếu mà trong quá trình quay nó có sự trùng khớp thì các anh chị thông cảm ha, hãy bỏ qua. Và cũng rất cảm ơn của các anh chị cũng đã quan tâm ủng hộ, mặc dù biết rồi nhưng mà vẫn coi. Nhiều khi có nhiều anh chị chia sẻ vừa ăn sáng vừa uống cà phê, vừa mở TV lên, mở YouTube, mở Vietnam TV xem hôm nay nó đi đâu, nó làm gì, mục đích như vậy thôi, tại vì quen quá rồi. Thì hôm nay chúng ta đi quận 10, đi qua quận 3, đi thẳng về Tân Bình. Sẵn tại tới đây rồi thì sẵn mua luôn để mai đọc ăn sáng đi học, để mai hấp lại. À, buổi sáng hình như là buổi sáng người ta không có bán. Mấy lần em đi buổi sáng nhưng mà không có gặp. Đối với con đường Lê Văn Duyệt cách mạng tháng 8 này thì hai bên đường sắp tới sẽ được mở rộng rất là nhiều ha, mở vô cả chục mét luôn á, để làm cái tuyến metro đi từ công viên 23 tháng 9 cho đến cầu Tham Lương. Nhưng mà cái tuyến kia làm tới nay còn chưa xong nữa, đang lủng củng cái việc thu phí kìa. Những cái app thu phí nó chưa có linh hoạt cho phù hợp cho hiện nay, ví dụ như có ví Momo người ta có thể thanh toán qua nhiều phương thức, chuyển khoản hay là thanh toán Momo hay là mua trực tiếp hay là mua qua ngân hàng hay là ví này ví kia, rất là nhiều phương tiện để thanh toán, nhưng mà hệ thống chưa có hoàn thiện. Hy vọng là trong năm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái chuyến tàu metro ha, chuyến tàu điện cao tốc đầu tiên có ở Việt Nam. Theo những cái tư liệu, những hình ảnh thì ngày xưa hình như có tàu điện rồi. Bến tàu điện nằm ngay chỗ công trường Mê Linh thì không biết ngày xưa có phải như vậy không. Đi qua cầu Quay rồi đi quận 4. Ở ngày nay thì những hình ảnh nó cũng không còn. Tới đây là khu chợ Hòa Hưng nè. Đi tới chút nữa là khu chợ ông Tạ. Ở đây cũng đang còn thuộc quận 3 ha. Rồi, có thấy đường xá đông ghê chưa? Đi hướng này có lẽ là bị chối nắng á. Hôm mấy nay ở Sài Gòn cũng như ở các tỉnh miền Tây thì rất là nóng. Tầm 45 độ, tia UV rất là cao. Nên thành ra mấy nay đi ra đường là nóng lực khó chịu lắm. Xe đông. Tại ngay chỗ cái ngã ba nó không có đèn tín hiệu nên thành ra mà nay nó chạy. Đường cách mạng 8 ngoài bán quần áo, thời trang thì còn có những quán ăn, quán cà phê cũng rất là nhiều ha. Buổi tối đi ở đây là đông đúc nhộn nhịp luôn. Ngoài ăn vặt, từ ăn vặt cho tới trong nhà hàng
rất là nhiều luôn. Rồi mà đi tới chút nữa. Rồi hôm nay có bán bánh giòn nha. Chợ ông Tạ ngay chỗ ngã ba đường Phạm Văn Hai. Nếu mình quẹo phải Phạm Văn Hai thì sẽ đi ra chợ chợ Phạm Văn Hai. Mấy bữa em đi chợ Phạm Văn Hai mua cá chạch, mua đủ thứ, cũng rất là vui. Nguyên một khu người Bắc bán đủ món hết trơn. Ở đây là công viên Lê Thị Riêng bên trái và cũng là nghĩa trang mặt thôi, nghĩa trang Chí Hòa ngày xưa. Ở đây có siêu thị điện máy ở bên phải, xe cộ quá trời. Bên phải có siêu thị điện máy Chợ Lớn. Cũng rất là lớn ha. Chỗ này người ta bán đồ ăn vặt đồ. Chói quá. Chiều mà gấp gấp là đi con đường Cách Mạng 8 này là mệt mỏi á, tại vì đường nhỏ nhưng mà lưu lượng xe cộ lại đông, tại vì con đường này đi đi ngang rất là nhiều quận 3, quận 10, quận Tân Bình rồi thẳng về quận 12 luôn, nên thành ra lưu lượng xe cộ nó quá là đông. Lẽ hôm nay là thứ năm rồi, ngày mai là thứ sáu, đồng học ngày mai là được nghỉ rồi, thứ bảy chủ nhật là được nghỉ ở nhà. Dạo này thì kênh Vlog TV sẽ tranh thủ up mỗi ngày 2 video gửi cô chú anh chị vào lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối giờ Việt Nam. Rất vui được cô chú anh chị và các bạn ủng hộ. Có nhiều cô chú anh chị lâu rồi không có về Sài Gòn, khi mà xem những hình ảnh này thì cũng cảm thấy có gì đó của nhớ nhớ thương thương của Sài Gòn ngày xưa. Nhưng mà kênh Vlog TV thì quay đường phố thôi chứ cũng không có nội dung gì đặc sắc, mà cũng nhận được nhiều lời yêu cầu cũng như lượt theo dõi của chú anh chị, đó là điều hạnh phúc. Chúng ta đi tới chút xíu nha, chút xíu nữa có ngã ba coi bánh giò đó có không. Chứ đi buổi sáng không có, mà buổi trưa không thấy, buổi chiều không có nữa thì ta bán giờ nào. Tới khu chợ ông Tạ rồi đó. Lỡ tới đây rồi không ghé mua thì lại uống công. Xe cộ.
quá. Tới đây số 829 và bên phải là 826 rồi. Đông nghẹt luôn. Nhìn coi bánh giò chỗ nào, tao chưa thấy. Bên phải thì có xôi, à bánh giò ngay chỗ ngã ba nè, à, nhưng mà mình phải quẹo phải, quẹo phải đường Phạm Văn Hai rồi mới vòng ra đường nè. Đây có chảo quế 30 ngàn một chục. Ôi trời, đông dữ. À, tới cuối mình mới vòng lên được. Trời ơi, mình vòng ngược lại nha. Wow, đông quá, đông quá. À, đây có cháo sườn ông bà nữa nè. Ồ, trái lâu quá không thấy cái trái mướp, mà mướp loại mướp già đó. À, người ta phơi khô, người ta lấy cái sơ người ta làm, chắc là làm cái đồ rửa chén, làm đồ chùi son chùi nồi nữa. Rất là mộc mạc luôn. Họ lại tại vì cái chỗ bán bánh giò là phía trước nè, ngay chỗ ngã ba luôn. Đó, nên phải vòng qua đây mới vòng trở lại được. Cần lâu quá. Đây rồi, chúng ta mua bánh giò nha, bánh giò, bánh mì Hương Lan. Không biết thương hiệu này có từ bao giờ. Dạ, bán bánh giò nhiêu một cái hả chị? 15, 2 trứng, 18 thì 5 trứng, còn 20 nó có chứng không cuối. À, không có 15 ngàn 2 trứng hả? À, lấy em 2 cái 15 đi chị. Ồ, bánh giò bánh bao nhìn thấy ngon quá. 2 cái là 30. Dạ. Ồ rồi kia bánh vuông vuông là bánh bánh chưng. Bánh chưng. Bánh gai hả? Ồ bánh gai nữa làm sao ta?
nó không có chồng cho... ở đây nó đen, ở trong có nhiên liệu xanh đó. Để mang được à, cái đó để mang được 10.000 cái. Cái đó cái vỏ ở ngoài nó đen, xong ở trong nó có đủ xanh cái vỏ thôi. À, lấy em bán một cái. Nói vậy nghe nhưng mà chưa có ăn bao giờ. Để chung bịch này luôn đi chị. Nha một cái tiền. Mình nói thì nghe tên mà chưa ăn bao giờ. Nhà mình có cần hâm nóng lại không? Hâm cái đó là à. À, cảm ơn chị. Ở đây có hai người bán. Người bán bánh chưng, bánh. Ở đây có bán bánh tiều. Cô bán còn một hộp bánh gì nè, bánh bánh tiều hả? Phải bánh tiều không? Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. À, một hộp. Ở còn hộp bánh kia là gì chú? Giống như bánh in vậy là gì? Dạ. À, nó là bột hả? Đậu xanh chứ không phải là bột, đậu xanh còn cái bánh. À, thôi bánh này đi. Tưởng đâu là bánh in chứ. Ủa buổi sáng mình không có bán hả? À? Bán tối rồi nghỉ rồi, mai bán nữa kém quá. Không, nói buổi sáng không bán rồi sao? Không nổi, không nổi rồi bán. Dạ, à. Hàng chiều buổi sáng đi ngang không thấy. Cảm ơn chú. Đó, rồi, chúng ta đi về thôi. Hôm nay cái video clip này nó cũng hơi là khá là dài á. À, tại vì đi từ... từ quận 10 đi qua đây là khu quận Tân Bình luôn à, mua mấy cái bánh thì anh chị đi vòng vòng à, rồi thôi video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại à, rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.